Kha Thi Uyên bị dụ dỗ vào khách sạn để thực tập diễn xuất và chuyện tình lãng mạn với bạn thân 8 năm. Hạnh phúc nở muộn sau những lận đận về tình duyên của Kha Thi Uyên khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả mừng thầm cho cô. Yêu bạn thân bật khóc khi được cầu hôn ở tuổi 41. Kha Thi Uyên từng có cuộc tình 10 năm với đạo diễn Timothy Linh Bùi. Cả hai thậm chí đã tính đến chuyện đám cưới, nhưng đến năm 2013, họ bất ngờ thông báo chia tay. Trải qua nhiều mối tình, Kha Thi Uyên thú nhận cô đã rút ra cho mình nhiều bài học xương máu. Cô cho rằng hôn nhân không phải là tất cả, bởi không phải cứ kết hôn là vợ là chồng thì mới hạnh phúc. Tuy nhiên, ở tuổi 41, Kha Thi Uyên bất ngờ được bạn trai cầu hôn trong chuyến đi du lịch tại Bảo Lộc cùng gia đình. Bạn trai của Kha Thi Uyên là doanh nhân Vũ Ly Việt. Trước khi hẹn hò, hai người từng có 8 năm là bạn thân. Họ thường xuyên trao đổi với nhau về công việc, những vui buồn trong cuộc sống. Cứ thế cả hai dần trở nên thân thuộc và thấy không thể sống thiếu nhau. Cả hai đều sợ nếu tiến thêm một bước sang tình yêu, lỡ không được như mong đợi thì sẽ mất đi tình bạn vốn có. Thế nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Trong một buổi tiệc của bạn bè cách đây hơn 2 năm, họ nhìn vào mắt nhau và trong đầu lóe lên ý nghĩ tại sao không. 2 năm qua, Kha Thi Uyên thường xuyên đăng tải những hình ảnh ngọt ngào cùng bạn trai. Vào dịp sinh nhật của nữ diễn viên, anh thường tự tay vào bếp nấu các món ngon để chiêu đãi cô. Khi bạn trai doanh nhân Vũ Ly Việt quỳ gối cầu hôn, Kha Thi Uyên bật khóc vì lần đầu trải qua khoảnh khắc này ở tuổi 41. Đặc biệt hơn, hôm 22 tháng 3 vừa qua, Kha Thi Uyên thông báo đã có thai 19 tuần với người yêu. Chia sẻ về cảm xúc khi lần đầu mang thai, nữ diễn viên Em Chương 18 cho biết đó là điều đúng đắn nhất cuộc đời. Kha Thi Uyên hạnh phúc tới độ vào đúng ngày giỗ của mẹ mình, cô đã ra mộ bà để khoe rằng mình sắp được làm mẹ. Nữ diễn viên thậm chí còn viết nhật ký thai kỳ về những việc mình làm, ăn uống ra sao để sau này có thể nhớ lại hành trình mang thai. Chồng sắp cưới của tôi là người đàn ông của gia đình nên chăm sóc tôi rất tốt. Tôi hạnh phúc ở hiện tại khi mọi chuyện đều viên mãn, Kha Thi Uyên chia sẻ trên VN Express. Trong mắt Kha Thi Uyên, bạn trai là người hài hước, người luôn khiến cô có cảm giác thoải mái, tích cực khi ở bên cạnh. Cả hai ít khi tranh cãi vì anh luôn kiên nhẫn với bạn gái. Anh ấy trao cho tôi quyền để tự tin làm bất cứ điều gì. Anh cũng là kiểu người sống tình cảm, yêu thương mọi người xung quanh. Vì vậy tôi nghĩ đây chính là bạn đời tôi mong muốn, Kha Thi Uyên nói thêm. Họ có chung đam mê âm nhạc, xem phim và lên ý tưởng kinh doanh. Cả hai thông cảm, hy sinh, làm hậu phương vững chắc cho nhau trong sự nghiệp. Việc coi trọng tình cảm, tình thân cũng giúp họ gắn kết hơn. Cả hai dự định tổ chức đám cưới vào năm sau trong một không gian ấm cúng với bạn bè thân thiết. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, toàn tâm cho sự nghiệp, thì ở hiện tại Kha Thi Uyên sẽ giảm bớt công việc lại, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, chăm sóc bản thân và người thân. Từng bị dụ dỗ vào khách sạn để thực tập diễn xuất. Kha Thi Uyên tên đầy đủ là Nguyễn Uyên Kha Thi. Cô sinh năm 1981 tại San Jose, California, Mỹ trong một gia đình người Mỹ gốc Việt. Kha Thi từ nhỏ đã yêu thích nghề diễn viên. Từ năm 12-13 tuổi, Kha Thi đã thường xuyên có mặt trong các vở diễn ở trường. Hết phổ thông, Kha Thi học cùng lúc 2 ngành, kinh tế và phim ảnh tại trường đại học California. Kha Thi bắt đầu tiếp cận từng bước với nghề diễn bằng các công việc liên quan đến phim ảnh như PR phim, sản xuất phim ngắn, viết kịch bản, thiết kế phục trang cho phim vào các dịp nghỉ hè. Kha Thi Uyên còn nhớ lần đầu tiên cô được mời tham gia một vai diễn quần chúng trong một chương trình truyền hình. Lúc chương trình phát sóng, Kha Thi hồi hộp đón xem và mừng rơn khi nhận ra cái cùi chỏ của mình xuất hiện trên màn hình, còn mặt mũi thì không thấy đâu. Dẫu vậy cũng đủ làm cô vui sướng và gặp ai quen cũng khoe. Ngọn lửa đam mê nghệ thuật của Kha Thi Uyên cũng có lần suýt bị đốt trụi vào năm 18 tuổi. Thời điểm đó, một người đáng tuổi cha chú dỗ ngọt cô. Nếu muốn được đóng vai chính thì phải cùng ông ta thực tập diễn xuất trong khách sạn. Rất may sự tỉnh táo cũng như lòng tự tin vào khả năng của bản thân đã khiến Kha Thi Uyên nhận ra cạm bẫy đang ở trước mặt mình. Đó là kỷ niệm đầu đời khi mới bước vào nghề và cũng là kỷ niệm nhớ đời đối với Kha Thi Uyên. Trước khi về nước hoạt động, Kha Thi Uyên từng khá nổi danh trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Cô xuất hiện trong nhiều phim ngắn, quảng cáo, chương trình truyền hình được phát trên cả nước. Ngoài ra, cô còn là một MC duyên dáng trong chương trình chuyên phỏng vấn người Việt thành đạt ở Mỹ. Cũng từ chương trình này, cô được đạo diễn Victor Vũ mời vào vai nữ chính phim kinh dị Oan Hồn do anh thực hiện. Sau dự án này, cô xuất hiện trong hàng loạt dự án nổi tiếng như Để Mai Tính, Âm Mưu Dày Góc Nhọn, Em Chương 18. Diễn viên cũng 2 lần đoạt giải thưởng Cánh Diều Vàng năm 2008 và 2013. Hiện nữ nghệ sĩ tập trung vai trò nhà sản xuất, đạo diễn và điều hành trường dạy diễn xuất tại thành phố Hồ Chí Minh.